Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 và cũng là phần cuối của tập truyện về đề tài an ninh. Kết thúc một tội ác. Tác giả Tuấn Vinh. phòng làm việc của thượng tá vũ đình phó giám đốc công an thành phố kiêm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát nhân dân trong những buổi họp giao ban thường kỳ trong những buổi họp của ban chuyên án rồi những lần họp ba ngành công an kiểm soát tòa án thường tạo cho ông cái cảm giác chật căng và căn phòng trở nên quá hẹp còn bây giờ căn phòng này trong phiên trực đêm lại quá rộng khi chỉ có một mình ông trong sự im vắng dưới ánh đèn tuyếp sáng dịu ông nhận ra cả hồi âm mà ông đang điềm tĩnh trầm ngâm đi đi lại lại sao không trầm ngâm được khi ông hiểu rằng với nhiệm vụ mà ông đảm nhiệm phụ trách khối cảnh sát vậy mà tình hình tội phạm chẳng những không giảm mà ngày một tăng một cách đáng lo ngại điều ấy không chỉ thấy ở trên biểu đồ phạm pháp cũng như ở bản tin điện tử theo dõi tình hình phạm pháp hình sự khiến ông nhức nhối vì sao tội phạm ngày một tăng lên vì sao kỳ cương trật tự tính mạng tài sản của công dân vô cớ bị xâm phạm mà không được bảo vệ câu hỏi ấy không phải bây giờ đó đến với ông mới được đặt ra lại càng không phải bây giờ ông mới nghĩ đến mà không có hướng giải quyết cũng như biện pháp Thời gian này Trong thành phố không kẻ nào Làm đổ nhiều máu mọi người Như bọn giết người, bọn cướp của Cũng không kẻ nào Lại coi thường tính mạng của nạn nhân Gây tác hại trực tiếp Cụ thể cho con người Bằng bọn tội phạm Chẳng lẽ cứ để cho chúng ngoài ngành Một cách ngang nhiên Thách đố như vậy được sao Câu trả lời là không Muốn giảm bớt Muốn ngăn tội ác của bọn phạm pháp không còn cách nào khác phải tiến công đúng lúc lực lượng mũi nhọn phải tiến công đánh thật mạnh triệt phá truy quét đến cùng bọn phạm tội tình hình đặc biệt phải có biện pháp đặc biệt bất giác Tượng tá đưa mắt về phía bộ đồ phạm pháp ông cảm thấy nhức nhối và ánh mắt lanh lợi sắc sảo của ông vẫn điềm tĩnh nhưng tựa như một mũi khoan xoáy vào đáy cũng không chỉ có ánh mắt mà như bàn tay phải của ông nắm chặt từ lúc nào mà chính ông cũng không hay. Những bước chân của tượng tá Vũ Đình dường như dạo nhanh hơn đến bên bàn làm việc. Dịch chồng hồ sơ duyệt tập trung cải tạo sang bên. Ông với tay lấy quyển sổ công tác, cái bút bi quen thuộc và ngồi xuống. Phải triệt phá, truy quét đến cùng mọi tội phạm. Suy nghĩ quyết liệt ấy dường như phần nào đã trả lại cho ông sự điềm tĩnh vốn dĩ. Ông cầm bao thuốc lá ở trên bàn, rút ra một điếu, đưa mắt tìm chiếc bật lửa. Đúng lúc ấy, chiếc máy điện thoại nội bộ ở trên bàn vang lên một hồi chuông, vẫn là những hồi chuông là những âm thanh quen thuộc. Có điều bây giờ, trong tĩnh vắng của căn phòng, âm thanh quen thuộc kia thôi thúc hơn, gấp gáp hơn. Tự tá nhìn đồng hồ, 22 giờ 45 phút ông cầm lấy ống nghe vâng tôi vũ ninh nghe đây sao lại có trọng án à việc trở về gia đình của thủy mới đầu chỉ là xuất phát từ lòng thương yêu gắn bó với đứa em trai bị đạn của tên cướp bắn vải giờ đang cần đến sự chăm sóc của cô nhưng khi về nhà về với căn buồng quen thuộc của mình căn buồng mà ở đó bà ngoại của thủy đã sống và đã qua đời nhưng đã để lại cho thủy biết bao là kỷ niệm đằm thắm diệu kỳ của những câu chuyện cổ tích những câu chuyện về thiện và ác về thiên đường và địa ngục thì lòng thủy lại dưng dưng lại mong muốn một sự hoàn lương và cái đốm lửa cứ tưởng le lói như ngọn đèn cạn dầu ấy giờ như được khơi lên tiếp thêm nhiên liệu với bao nguyên cớ tưởng như tình cờ tưởng như ngẫu nhiên ai rẻ lại mang tính quy luật tất yếu trước hết căn buồng của thủy dẫu ba năm nay thủy chưa trở lại đúng hơn có trở lại thì thi thoảng đôi lúc không ngủ qua đêm để rồi càng biển biệt vậy mà bây giờ khi trở về cái cảm giác căn buồng hoang không hề đến với thủy vẫn chiếc giường ấy vẫn cái chiếu hoa cái vỏ chăn, cái gối đầu ở phản, vẫn cái giá sách để trên mặt bàn. Và trên mặt bàn, cái bút máy của Thủy, cả quyển vở với bài toán lượng giác mà Thủy đang làm dở, còn bỏ ngỏ. Tất cả vẫn được giữ nguyên, vẫn được chăm sóc, vẫn được quét tước, giặt rũ phơi phóng. Thì ra, mẹ không đến nỗi nhẫn nhục, chịu lép vế một bề như Thủy tưởng nhất là khi dũng kể lại bữa cơm nào cũng vậy bao giờ khi dọn mẹ cũng để dư một cái bát một đôi đũa cũng lặng lẽ như thế cũng cương quyết như vậy những buổi chiều thứ bảy mâm cơm trong gia đình bao giờ cũng có thêm một cái gì đấy tươi tươi mà ông bố dượng hiểu rằng không phải dành riêng cho ông mà việc đó mẹ làm đều đặn kể từ khi thủy bỏ nhà ra đi và mẹ lại phải đều đặn âm thầm nuốt sự cô đơn sự vô vọng khi không thấy con về vậy mà những điều đó cô đâu có hay cô đâu có biết mãi cho đến tận hôm nay mãi cho đến tận bây giờ và cái mặc cảm của mình là đứa con hoang dẫu chưa hoàn toàn bị xóa nhưng ít ra cô cũng hiểu rằng cô đã có một người bố mà khi nghĩ đến kể từ giây phút này trở đi cô có quyền tự hào rồi sự ra đời của cô không phải là do lỗi lầm hoàn toàn của mẹ. Bởi khi mẹ chuyện trò tâm sự với con gái, thì cô tin rằng mẹ đã có một tình yêu thật đẹp và mẹ không hề hối hận. Phải rồi, có bao giờ lại phải hối hận vì một tình yêu mà mình vẫn nuôi giữ trọn đời. Ừ, nếu như không có chiến tranh, nếu anh sinh viên năm thứ ba trường Đại học Bách Khoa ấy không tình nguyện ra đi, làm người lính và vĩnh viễn nằm lại chiến trường Tây Nguyên xa xôi. Hẳn là số phận của Thủy sẽ khác, sẽ tốt hơn hay xấu hơn như hoàn cảnh hiện nay. Điều ấy khó có thể cắt nghĩa, giải thích bởi cuộc đời có bao sự trồng chất, dối rắm phức tạp như cái mạng nhện. Nhưng chẳng vì thế mà cuộc đời lại không có đường ra, không có hướng đi dành cho mỗi số phận. Vấn đề ở chỗ sẽ ra đi như thế nào Và đi tiếp chặng đường đời còn lại của đời mình như thế nào Câu hỏi ấy hôm nay đã đến với cô Nếu như trước đây ít ngày Nếu như những ngày trước đây Với cô không có gì để mà giữ Cũng không có gì để mất Với Thủy chỉ có một con đường Một nghề, một hướng đi, một hướng giải thoát Một dấn thân mạo hiểm phiêu lưu mà bạn tình của cô đã đưa và sẵn sàng chấp nhận sẵn sàng trông chờ vào cái may rủi của số phận vào canh bạc đỏ đen của cuộc đời con gái của cô suy cho cùng cũng chỉ là được tính bằng những đồng tiền nhổ nát những chiếc nhẫn được tháo ra từ những ngón tay nhớp nhúa lạnh băng mà có gì đảm bảo những thứ đó lại không dính máu của người có cái này là có tất cả. Thủy chợt cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng khi nhớ lại câu nói uể oải nhát cường đấy. Như sự ham dọa thách đố cùng với khẩu súng K54 đặt lên bàn trước lúc nhảy sâu vào Thủy. Trong lần gặp nhau thứ hai, thứ ba. Nhưng mà Thủy mới nhận ra điều đó nhỉ? Phải rồi, hoàn cảnh. Đúng lúc ấy, hoàn cảnh ấy, Thủy chỉ có một con đường Còn bây giờ Thùy đã trở về nhà Trong một hoàn cảnh khác Cô có một cuộc đời khác Đúng hơn Cô phải tìm cho mình một con đường Để đi tiếp chặng đường của mình Việc Dũng bị tai nạn Việc mẹ tâm sự với cô Về cuộc hôn nhân chắc trở Lãng mạn Và cũng bị đắt Và không thể tìm gặp lại được Bất cứ một ai khác của mẹ Nên Thủy cũng không ngạc nhiên. Khi cô biết rằng bố dượng của Thủy không chỉ vào công tác biệt phái ở phía Nam một thời gian mà ông ta ở hẳn trong đó với người vợ không có giá thú, mặc dù Thủy đã bình tản ký vào đơn ly dị của hai người. Đây là tất cả những nguyên cớ ngẫu nhiên nhưng cũng thật cuộc đời đã khiến cho Thủy đang vất vả nặng nhọc vật vã để tìm ra giá trị đích thực của mình đi tiếp chặng đời khi cô quyết định về với mẹ và em nhưng em sẽ thiếu không ít nếu như lại quên một nguyên cớ này đó là sự có mặt của quân người mà cô tình cờ xô phải và cô đã bất ngờ đỏ mặt xin lỗi vào cái tối hôm ấy ngay trước buồn bệnh của dũng em trai cô cuối phim video đầy dẫy những pha ly kỳ hấp dẫn với những cảnh đấm đá bắn súng nuôi giữ một thứ triết lý bạo tàn của luật rừng đã trở nên quá quen thuộc với thị hiếu của hùng gấu và trung mặc dù xem đến lần thứ ba nhưng cũng phải hết phim thì cả hai mới lần trong đám lộn xộn bùng nhùng ầm ì những câu chửi thề văng tục những khói thuốc lá giặc sụa ùn ùn kéo ra cánh cửa sắt của dạp chiếu phim vừa được người bảo vệ kéo rộng thêm như muốn tống khứ muốn đẩy nhanh những vị khách bất hảo. Hiểu một nỗi, chỉ có những loại phim kiểu này với những ống cách choai choai kiểu này thì dạp mới có nguồn kinh doanh bội thu. Hà Nội đã lên đèn. Sự tấp nập ổn ã của những đường phố ở quận Hoàn Kiếm dường như không thuyên giảm. Ở các ngã tư, ở các dãy phố sàn sát những cửa hàng, cửa hiệu tấp nập, người và xe cộ. Hôm nay ngày mấy giờ Hùng? 16 tháng 5. Ấy là ngày dương, còn ngày âm là mùng 1. Mùng 1 à? Vậy mà tao không biết. Thảo nào, trưa nay ở nhà lão tuy có gà, có xôi, có hương khói nữa. Thế mày có nhớ vợ hắn khấn vái những gì không? Không, nhưng chắc lại cái điệu nhạc muôn thuở lạy thánh mới bái phù hộ độ trí cho con ăn nên làm ra. Buôn một lãi mười, còn tay chồng thì vào cầu, trúng quả luôn chứ gì. Mà mày cười cái gì đấy? Tao thì không nghe rõ mụ ấy khấn gì, nhưng chỉ biết đang lầm rầm, đang chắp tay vái lia lịa. Rất là thành kính, vậy mà nhắc thấy thằng con mở tủ, chắc là định thó. Thế là mụ ta lồng lên, văng ra đủ thứ Vậy mà tầng chip cứ tỉnh khô Chỉ thế Bây giờ đi đâu Đến cái huyền Nhớ con thủy rồi à Ừ Loại chịu chơi như à Không phải dễ kiếm đâu Mà lần này nếu nàng bao Chắc là không từ chối Đang cạo mà Cạo tiền cạo cả tình nữa Mà thôi Vốn quen với những thay đổi bất thường Của Trung Nên Hùng không nói Chậm rãi đi bên Trung Và lại tự Trung cắt cái đoạn xuống mấy ả à đó Còn Hùng thì có ngại Không muốn cho Trung biết Mấy hôm nay công an đang làm giữ Các ổ cà phê xanh lải vãng xuống đấy Lớ ngớ mang vạ vào thân Mà nói ra thì hắn lại cho mình là cái Gan bằng cái móng tay Mật bằng hạt đỗ Muốn xem gan to mật lớn Thì cứ phải lâm trận vào cuộc Hùng gấu cũng không chịu thua kém ai Trên đường phố Vẫn kìn kìn người qua lại Ô tô xe máy vun vút đi qua Và mỗi lần một chiếc cúp Lượn qua trước mặt Ánh mắt của hai đứa cứ lóe lên Rồi tối lại Khi bóng chiếc xe mất hút Chìm trong cảnh xe cộ hỗn loạn Cả hai vẫn thả bộ Một áo đuôi tôm cộc tay màu trắng Có kẻ mờ màu nâu quần xanh sẫm khẩu k năm tư đạn đã lên nòng giật trong cả quần đầu đội mũ lưới thể thao có hàng chữ tiếng anh một nữa cũng áo cộc tay nhưng mà là phin pha ni lông màu bộ đội đầu trần quần bộ đội thùng thình nhưng dáng vẻ điệu bộ kể cả cách ăn mặc dường như không một ai chú ý đến chúng bởi chúng đi lẫn hỗn tạp trong dòng đời của phố phường và cũng bởi ánh đèn của hà nội ánh mắt của những người dân lại không thể phân biệt được tội ác đang được ủ trong những khuôn mặt tăm tối trong những dáng đi bình thản của tông và nhựa trắng thái bình kia cứ vòng vèo cứ tả bộ và bây giờ trung và hùng gấu đã tới ô quan trưởng ánh sáng của đèn điện cao áp từ cầu trương dương hắt xuống rẽ trái đến trần nhật duật lên bến xe ở đó cả hùng cũng có chỗ chứa ngụ ăn nhậu bất cứ khi nào hay vượt qua đê xuống phúc xá ở đó có chỗ chứa chấp dẫu thông đêm suốt sáng thấy ánh mắt dò hỏi của hùng trung gượng gạo cả hai rẽ phải dọc theo phố nguyễn hữu huân một ngã tư rồi một ngã tư nữa đi thẳng là đoạn cuối của phố nguyễn hữu huân tiếp giáp với phố lý thái tổ ở bên trái, bên phải là phố Hàng Tùng. Một phố cổ của người Hà Nội, 36 phố vườn cũ. Nếu rẽ trái là ra bờ sông, còn rẽ phải là một nửa của phố Hàng Tùng. Đi thẳng hay rẽ trái, rẽ phải, Trung và Hùng dừng lại dây lát ở ngã tư. Đúng lúc ấy, trong khi mấy chiếc xe máy đang rú ga phóng thẳng, ánh đèn pha là một tia vệt dài ở trên mặt đường nhựa bất chợt một chiếc xe máy khi tới ngã tư đột ngột giảm ga rẽ phải và vì lòng đường hẹp lại đi với tốc độ khá chậm nên khi lượn qua trung và Hồng gấu không chỉ nhận được ra đó là chiếc dd màu đỏ mà còn cảm thấy mùi vị hương thơm của chủ xe sộc vào mũi chúng như một con thú đánh người thấy mồi một phản xạ tự nhiên của con cá mập khi nhận ra vị máu ở phía trước Trung và Hùng cũng sẽ phải Chúng vẫn thả bộ Nghĩa là vẫn đi với một tốc độ vừa phải Bình thường của những người thư thả Chỉ có điều Ánh mắt của chúng Vẫn toát lên sự thèm khát Cánh mũi chúng phập phồng Tay chân chúng ngứa ngáy Tất cả những điều đó lóe lên Trong chốc lát Và cũng trong phút chốc lát Khuôn mặt của chúng lại câm nín Lồi lõm những vùng tối khi chiếc đê đê màu đỏ với tiếng máy thật êm ngon lành như không hề phát ra mà vẫn bon bon và chạy thẳng nhưng cũng thật chớ trêu tưởng là con mồi sẽ mất hút sẽ chìm trong dòng người đông đúc của phố cổ vậy mà chỉ đi tiếp 10 bước chân 20 bước chân 50 bước chân phố hàng tùng vốn ngắn đoạn dưới của phố lại càng ngắn hơn thì trung và hùng gấu lại gặp nhau mỗi chiếc đê đê đỏ như một định mệnh đã ở ngay đấy ngay trước cái ánh mắt thèm cắt ngay trước cái cánh mũi phập phồng man dại của chúng dẫn xe dê dê về hướng cầu gỗ chiếc xe dựng ở dưới lòng đường sát vỉa hè còn chủ nhân của chiếc xe thì ngồi ghế bằng ở quán hàng nước mặt quay ra đường lờ đãng ngắm người qua kể lại. Trung và Hùng Gấu lừ lừ đi đến. Người chủ xe có linh cảm nào đấy liền đứng dậy. Hai tiếng nổ đanh gọn chát chúa vang lên. Người chủ xe đổ gục xuống vỉa hè. Chiếc đê đê màu đỏ rú ga trồm về phía cầu gỗ. Đóng thẳng, chẳng chớp mắt. Trên mũ lưỡi chai thể tao có hàng chữ tiếng Anh Mà chúng đang đội bay khỏi đầu, vật vờ giữa lòng đường. Một ai đó từ trong cửa hàng phở ở 82 cổ giấy. Đi ra, cúi xuống và nhặt lại chiếc mũ đó lên. Người thanh niên khách hàng ăn phở nhìn về phía chiếc xe màu đỏ. Nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe sẽ quay lại lấy. Bởi chiếc mũ của anh đang cầm trên tay của ngoại đã đành. Còn mới nữa, mộc một nhà được của rơi có lộc rồi hải ạ một ai đó nói với hải phải rồi người thanh niên đó tên là hải nhưng cũng chính nó thoạt tiên là trẻ em rồi người lớn đổ xô về phía hàng tùng chiếc mũ trở thành vô chủ không có người nhận đã đành mà chủ của nó là ai không ai hay đúng hơn có người biết đấy Người đó không ai khác là Thủy, cũng tình cờ, Thủy dẫn em đi ăn phở. Cả hai cùng ăn ở cửa hàng số 82 ở phố Cầu Gỗ. Chiếc mũ mà Hải cầm ở trên tay mới đầu còn ngây thơ cho Thủy một cảm giác bán tin bán nghi. Mới đầu còn gây cho Thủy một cảm giác bán tín bán nghi, vì chiếc mũ này vốn là của độc theo lời người bán hàng. Mày quá có vậy Thủy đã phải đi suốt bao phố, bao cửa hàng, miết từ hàng đào hàng ngang, hàng đường để tìm mua cho Dũng. Mãi về sau, một cửa hàng duy nhất chỉ có một cái, chứ không phải chỉ còn một cái. Vẫn lời của người bán hàng. Nhìn thấy Thủy ưng ngay. Vì thế, nhà hàng nói giá, Thủy trả tiền, nhưng chiếc mũ ấy dù không nhận. Và Thủy đã cho chung Nhìn chiếc mũ ấy ở trên tay người thanh niên vừa nhặt được Thủy hy vọng rằng chiếc mũ này không phải là của Thủy mua Bởi Hà Nội có biết bao là cửa hàng mà Nhưng khi ấy trẻ con người lớn đổ xô về phía hàng thùng Thì không hiểu sao Thủy lại tin rằng chiếc mũ đó có nhiều khả năng là của Thủy Mà hình như Dũng cũng nhận ra chiếc mũ đó đã có từ lâu mình thử nhìn vào ánh mắt dò hỏi của em Thủy. Thủy im lặng. Thủy cùng Dũng lách qua đám đông lên xe đạp một mạch. Lúc đó là 21 giờ 36 phút ngày 16 tháng 5. Nếu tính ngày dương lịch, còn ngày âm là ngày mùng 1. Phải ngày đầu tháng, ngày mà những người một lòng thành tâm với đất với trời, với quỷ thần, hai vái tưởng lên chúa, hoặc hương hoa tại nhà tâm niệm điều thiện đành cái thiện cái phúc cho người bởi kinh phật có nói nói ra một lời thiện thị ngoài ngàn dặm cũng chống lại tất nhiên cũng có những người buôn gian bán lận ăn ở lá mặt lá trái cũng đi lễ để cho yên tâm cho cái sống xảo trá của mình nhưng cũng đúng ngày ấy thậm chí cũng bất chấp ngày nào giờ màng tội phạm hình sự cũng sẵn sàng gây án bởi suy nghĩ cũng chính chúng là ngoài thú việc chúng cướp của giết người dường như là một nhu cầu mẫu người của lương thiện của dân lành biết kể tuổi tác chức phận thời gian địa điểm đã đổ chúng sẽ phải đền tội chúng cũng phải chảy máu chúng sẽ phải nhận những viên đạn trừng phạt cái ác phải bị đè bẹp, nhấn chìm, cái thiện phải tồn tại. Và đấy mới là quy luật của cuộc sống, của đời. Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1988 Thông báo truy tìm tăng vật Công an Hà Nội khẩn trương truy xét đối tượng dùng súng bắn trọng thương và cướp một xe máy dê dê đỏ xảy ra hồi 21 giờ ngày 16 tháng 5 năm 1988 tại phố Hàng Tùng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tăng vật truy tìm: một xe máy JJ70 màu đỏ, Biệt kiểm soát 29686F3, số máy 8317675, số khung 8375067. Bị mất một cốp trái. Không có hai chi nhan sau. Gương trái bị vỡ đã dán tem xanh. Mặt gương không có yếm sẽ có khoảng 80%. Đặc điểm của đối tượng gây án Một tên khoảng 20 tuổi, cao 1m63 đến 1m65, mặc quần áo màu tối, tóc cắt cua, người thấp đậm, mặt trái xoan. Tên thứ hai cao 1m68, mặc quần bò, áo phông trắng cổ bẻ, người rong giỏng cao, tóc để bình thường. Công an Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị, phường, các trạm giao thông phổ biến ngay đối tượng đến cán bộ, chiến sĩ, đặc điểm, tăng vật và đối tượng trên. Kỳ thầy giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Vũ Đình. Ngày 17 tháng 5 năm 1988, tại địa điểm bọn tội phạm gây án, chúng tôi, Nguyễn Văn Tăng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Huy Thuận là cán bộ khám nghiệm cùng tham gia khám nghiệm có ông Lê Văn Côi, phó phòng PC21, ông Bùi Quan Trắc, phó công an phường Hàng Bạc. Dựng lại hiện trường, theo lời khai của các nhân chứng, nạn nhân Trần Công Nhân, 49 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 133 tập thể Cầu Đất, Hà Nội. Nơi ở 30 phố Nguyễn Hữu Huân, nghề nghiệp cán bộ Sở Điện lực Hà Nội. Nạn nhân Trần Công Nhân đi xe máy đến hàng nước ở số 34, hàng thùng, dựng xe ở lòng đường sát vỉa hè, đối diện với cửa hàng nước, đầu xe hướng về phía cầu gỗ. Đôi xe cách cây to ở cửa nhà số 34, phố hàng thùng 4 em. Sau đó anh nâu vào ngồi ghế băng ở bên trái hàng nước, cạnh xe 4 m Sau khi nghe tiếng nổ súng, nhàn ngã ra ở phía hè cửa hàng nước đầu hướng về ngã tư Nguyễn Hữu Huân, chân hướng về phía cầu gỗ, cách hàng nước 1 mét 50 Khám nghiệm mở rộng hiện trường ta thu được một vỏ đạn nằm ở lòng đường, cách vỉa hè cửa nhà 32 hàng thùng, 30 cm, cách vị trí nạn nhân nằm 7 m. Vỏ đạn kích thuốc 2,3 cm, đường kính tròn 9 cm. Ghế băng ở bên trái, chân phải. Nghĩa trong cách mặt đất 18cm có một vệt nứt, gỗ mới hình chữ V, kích thước 4x2cm. Vết xước nằm ngang. Tường nhà cửa hàng nước, cách mặt đất 10cm, cách ghế băng 10cm, có một vết hằn vừa một trái tương vào. Khi cậy vữa mặt trường thu được một quả đồng nhỏ không rõ tình hình. Cuộc khám nghiệm kết thúc hồi 11 giờ ngày 17 tháng 5 năm 1988. Năm 1988, tháng 5, ngày 16, hồi 23 giờ 45 phút tại trụ sở công an phường Hàng Bạc. Chúng tôi, Đào Quang Trác, phó công an phường, Nguyễn Ngọc Luyện là cán bộ tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật với lý do ông Nghiêm Quốc Bảo chú tại số nhà 82 phố cầu gỗ phường hàng bạc quận hoàn kiếm có mang một chiếc mũ kiểu mũ tái lan màu xanh mũi trước có in chữ nước ngoài màu trắng các mũi phía sau có dạng lưới cùng màu ông bảo trình bày chiếc mũ trên là do chị thanh là em ruột đưa cho ông bảo và nói là anh nguyễn minh hải ở phố cầu gỗ nhặt được của hai người đi xe máy với tốc độ cao đánh rơi mà không quay lại lấy hồi 21 giờ 30 phút cùng ngày sẽ thấy chiếc mũ là tang vật của kẻ gây án chúng tôi tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật quân vừa dắt xe ra khỏi cổng thư viện khoa học xã hội còn đang lúi húi xem lại bộ phận điện vì đạp mãi xe vẫn không nổ anh có cảm giác có một ai đó đang nhìn mình từ phía sau quân ngẩng lên anh thấy một bóng người mặc áo phông quần bò đeo kính đang khoanh tay cười mỉm xe pháo như thế này đi bộ còn hơn cùng với câu nói ấy chiếc kính được táo ra quân a lên một tiếng khẽ khi nhận ra người quen vốn là một trinh sát hình sự vậy còn đứng đấy làm gì nữa ờ thì ăn mới có làm có khiến ông để đấy cho tôi chỉ một loáng như có phép lạ vậy chiếc xe máy đã nổ giòn quân đưa chiếc khăn lau tay cho bạn vụ hàng thùng đến đâu rồi vẫn còn đang truy tìm Chắc ông vừa đi cơ sở Có mấy khi ông ăn mặc kiểu mốt thời đại này đâu Có gì mới không? Có tiền mới Nhưng cũng coi như không Vẫn còn là cái mạng nhện Tôi nghe bạn bè nói Ông có kinh nghiệm khai thác cơ sở Và thanh lọc các nguồn tin Nhanh nhạy lắm kia mà Thế ra về hình sự Cũng ngót nghét 10 năm rồi đấy nhỉ Chóng thật đấy Mới ngày nào tôi và ông còn học với nhau Này nhưng ông nói lại đi tại sao có tin mới nhưng lại coi như không dĩ nhiên trong những ngày này việc phát hiện các nguồn tin có liên quan đến vụ án đến hung thủ là một trong những biện pháp nghiệp vụ của mình chẳng nói ông cũng biết vì thế mình rất mừng khi nhận được nguồn tin của một cơ sở báo rằng biết một người có quan hệ với đối tượng mà bọn này đang đặt nhiều số hỏi nghi vấn nhưng người đó là ai thì cơ sở chỉ nói tên nghề của người đó thôi vậy thuận lợi rồi còn gì có tên có nghề ông còn muốn gì nữa tưởng vậy ta như tên nghề của các công dân bình thường khác tìm được ra trong cái thành phố này đâu có dễ huống chi có gì đảm bảo đó là tên thật vì đã ở cà phê xanh chẳng mấy ai lôi tên cúng cơm của mình ra làm gì rồi nữa tìm rồi cũng ra thôi Bọn mình cũng có ít nhiều kinh nghiệm Trong việc lần ra đổ mối Từ những khu vực này Có điều Thời gian gấp quá rồi Thế cơ sở của ông Nói tên cô ta là gì Thủy Sao Tên là Thủy à Ông biết cô này Thế còn chỗ của cô ta ở Họ không biết Lần gặp nhau cuối cùng Là cách đây hơn tháng Bỗng dưng Cô Thủy này lặn một hơi không thấy xuất hiện nữa. Cơ sở còn cho biết cô Thủy cũng mới quen bọn này, nhưng có vẻ hợp nhau lắm. Thủy đã bao bọn chúng và còn tặng vật kỷ niệm cho một trong hai đứa. Vật kỷ niệm là chiếc mũ lưới loại màu xanh. Sao? Tôi nghe không nhầm đấy chứ. Giờ đến lượt người bạn của Quân ngạc nhiên. Như thế, Quân đã ngạc nhiên khi nghe bạn mình nhắc đến tên Thủy. Có điều, vốn biết tính quân nên bạn anh không gặng hỏi gì thêm nhất là khi thấy khuôn mặt của quân trở nên tư lự đăm chiêu sau khi thấy thái độ của mình thấy bạn liếc nhìn đồng hồ quân hỏi ông về đâu bây giờ về cơ quan à vậy lên xe mình đưa về thôi mình đi bộ cũng được bao giờ chúng mình lại gặp nhau quân nắm lấy tay bạn anh hiểu câu hỏi của bạn vì thế khuôn mặt của Quân càng có vẻ đăm chiêu hơn. Anh trả lời giọng nhỏ nhẹ, điềm tĩnh vốn có của mình. "Mình sẽ đến cậu." Sau lần tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, Kỳ Thủy không biết một chút nào về Quân, cũng như việc Quân đã đưa Dũng vào bệnh viện và thường xuyên hỏi han tình hình sức khỏe của Dũng. Còn Quân, trái lại, cũng là do nghề nghiệp của mình nên từ việc lưu tâm đến tính mạng của Dũng anh đã không quên tìm hiểu lai lịch gia đình chú bé vì thế cho đến một buổi trưa ở trên đường đi làm việc về anh đã gặp dũng cũng vừa tan học sau những ngày điều trị ở bệnh viện ở nhà dũng cũng nhận ra người thanh niên đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu bởi lúc bị đạn lạc của tên cướp bắn vào dũng vẫn còn tỉnh táo lắm vì vậy khi vừa nghe tới quân gọi thì dũng đã nhận ra ngay Dũng bắt quân đưa mình về nhà bằng được. Dĩ nhiên là quân chấp nhận, nhất là khi qua lời Dũng, anh biết thêm Thủy cũng ở nhà. Từ hôm Dũng ra viện đến nay. Việc quân xuất hiện với một phong cách lịch sự và cũng rất chân tình đã tạo cho không khí tin cậy, cởi mở. Thậm chí dường như là một nguồn vui đối với Dũng. Còn đối với bà mẹ thì cái vui của đứa con trai cùng lòng hàm ơn của một người mẹ đã giúp cho cả hai thoát được những lúng túng bước đầu. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ ở đấy. Phải, mới chỉ dừng ở sự cởi mở trong giao tiếp. Và với quân như vậy là đủ. Bởi vì tâm tâm anh, anh cũng không ảo tưởng cho rằng mình sẽ dễ dàng thành công trong một sứ mạng đưa thủy trở lại với con đường quân cũng như đồng nghiệp của anh hằng mong nếu vậy thì cuộc đời thì con người đơn giản quá nhưng quân đã đọc được sự tin cậy trong ánh mắt của mẹ thủy ánh mắt ấy dường như muốn nói với anh Dẫu tôi chưa biết nhiều về anh nhưng tôi tin anh anh hãy giúp đỡ em nó và cũng chính vì ánh mắt ấy chính vì quân không chỉ là một cán bộ nghiên cứu về tội phạm hình sự mà đồng thời anh còn là một con người mà đã là con người thì không thể thờ ơ trước bất hạnh cũng như hạnh phúc của những người xung quanh. Chính vì thế mà anh một lần nữa, lần thứ hai đến nhà Thủy. Lần này mẹ Thủy không có nhà, chỉ có Dũng và Thủy. Và với kinh nghiệm của mình, quân hiểu rằng mặc dù Thủy vẫn niềm nở, chân tình, nhưng ở cô có một cái gì đấy buồn chồn lo lắng mà anh chưa rõ nguyên nhân. Cho đến khi Minh, bạn cùng phố với Thủy đến chơi thì Quân đứng dậy cáo từ. Khi Quân dắt xe xuống lòng đường, khi Thủy đã đi vào nhà, chợt Quân thấy Dũng gọi. "Anh Quân, anh để quên cái bật lửa." "Cảm ơn, anh đi nhé." Quân lên xe, anh đã định đi, nhưng thấy ánh mắt của Dũng, anh liền hỏi. "Em có chuyện gì, nói với anh phải không?" "Vâng, anh Quân này, từ lúc chị Thủy dẫn em đi ăn phở, tối ở phố cầu gỗ về chị ấy thế nào ấy thế nào ý là thế nào em chẳng biết nhưng có lẽ tại cái mũ cái mũ nào mà cái mũ thì liên quan gì đến chuyện này cái mũ lưới ngoại màu xanh đấy chị mua cho em nhưng em không nhận em trả lại rồi sao nữa vậy mà không hiểu sao chiếc mũ ấy một người khác lại nhặt được ở bên đường Nghe nói của hai tay lái xe máy đánh rơi Thế thì sao? Anh chả hiểu gì cả Chiếc mũ mới như vậy Anh đánh rơi có quay lại nhặt không? Có chứ gì Đằng này hai tay ấy không quay lại Vì sao anh có biết không? Vì chúng bắn người cướp xe Rồi bỏ chạy Ai bảo em vậy? Thì ở chỗ hàng phở Họ nói như vậy mà Thế chuyện này em nói với ai chưa? Em chỉ nói với anh chỉ với anh thôi Tôi được Nhưng Dũng yên tâm Cả Hà Nội này Đâu chỉ chị Thủy mới có cái mũ như vậy Em vào làm bài tiếp đi Mai kiểm tra toán Phải đạt từ 8 điểm trở lên đấy Nhất định không nào Vâng Nhưng tín hiệu mà Dũng cho anh Mới chỉ là lợn vợn trong đầu quân Cho đến khi vừa nãy Qua câu chuyện ngắn ngủi Với anh bạn trinh sát Việc anh nhắc đến Thủy nhắc đến cái kỷ niệm của Thủy tặng cho một trong hai đứa, thì quân liền giáp lại các tín hiệu của Dũng và bật ra một câu nói. Vật kỷ niệm là chiếc mũ ngoại màu xanh. Sao? Tôi nghe không nhầm đấy chứ. Thủy quân đã phần nào cắt nghĩa được sự bồn chồn lo lắng của Thủy. Điều mà tối qua anh chưa giải thích được. Dũng đã có lý trách anh. Anh chẳng hiểu gì Vậy Thủy có liên quan Đúng hơn là Thủy là một trong những đầu mối của vụ án Mà đồng nghiệp của anh đang khẩn trương truy tìm Thời gian gấp quá rồi Thủy không đứng ngoài cuộc Được Anh sẽ nói với đồng nghiệp của mình Họ có kinh nghiệm hơn anh về mặt này Nhưng có nhất thiết phải như vậy không Anh biết Thủy hơn tháng nay Không còn quan hệ với bạn bè Không chỉ là sự đảm bảo Về việc ngoại phạm của mình mà cái chính là cô có ý thức cắt đứt với quá khứ Với những ngày nặng nề, u tối Mà cô đã lao vào như một con tiêu thân Như một sự trả thù Đúng, không thể để cho Thủy mặc cảm Mà tại sao quân lại phải nhờ đến đồng nghiệp của mình Một khi chính anh cũng có thể tác động với Thủy Để cô ta tự nguyện không đứng ngoài cuộc Mà chỉ có vậy thì sự có mặt của anh mới không vô ích quân chợt nhớ đến ánh mắt của mẹ thủy hôm anh đến nhà chơi anh nghĩ trước hết cô ta phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình quân tin rằng những dự cảm của mình hoàn toàn có cơ sở anh lại nhớ đến câu nói điểm tĩnh chắc chắn của mình với bạn mình sẽ đến đúng quân sẽ đến như đã hứa nhưng không chỉ là quân mà người đến sẽ là thủy quân tin khẳng định điều này chiếc xe của anh vọt nhanh hướng về phía nhà thủy những ngày này chiếc máy điện thoại ở trên bàn làm việc của thượng ý đỗ tuyến phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đội trưởng đội trọng án dường như liên tục nhấc lên đặt xuống mà không chỉ với chiếc máy điện thoại phải làm việc hết mức đỗ tuyến và anh em trong đội vốn là những cán bộ chiến sĩ mà chính do công việc vì công việc nên khi họ phải sao nhãng Thậm chí tới mức không có điều kiện Thời gian để chăm sóc Hoặc để đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhoi Của những người thân của mình Những bữa cơm cành nóng với gia đình Một buổi đi chơi với cô vợ sắp cưới Ngày sinh nhật của đứa con Hoặc cùng với vợ con đi chơi phố Hóng gió những buổi chiều Buổi tối khi ở Hà Nội không có tiện Những hạnh phúc Những đòi hỏi bình thường ấy và có thể thực hiện được theo như lời hẹn lời hứa không lấy gì làm khó khăn lắm với mỗi ai đó vậy mà với đỗ tuyến và những anh em ở trong đội thì không phải lúc nào cũng thực hiện được một cách suôn sẻ dễ dàng ấy là chưa kể đến sự vất vả nhọc nhằn cũng như những hiểm nguy căng thẳng trong công việc đến với họ một cách thường xuyên thậm chí liên tục vốn đã quá quen thuộc với những thủ đoạn bạo ngược tinh vi của bọn tội phạm hình sự vốn đã quen với những đòi hỏi những yêu cầu cấp thiết mà ban chuyên án đã đặt ra cho mỗi vụ án mà họ đảm nhiệm dẫu vậy trong những ngày này việc truy tìm tung tích của hai tên gây án ở phố hàng thùng vẫn chưa có gì khả quan vẫn còn phải chờ đợi anh là một trong những người đầu tiên của đội có mặt ở hiện trường. Việc các nhân chứng, việc thân nhân của người bị hại đã cung cấp cho các anh những tư liệu cần thiết tương đối khớp nhau. Xác thực đã là một thuận lợi. Rồi anh biết có những vụ án mà anh tham gia nhiều khi còn phải mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu người bị hại là ai, làm gì, ở đâu. Còn ở đây với người bị hại, anh còn nhận được những lời nói ngắt quãng cuối cùng ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Vấn đề còn lại chỉ là tìm hung thủ và tăng vật. Và anh cũng biết rằng phương hướng đánh của anh là hoàn toàn đúng. Hung thủ và tăng vật, tăng vật và hung thủ, tuy hai nhưng mà là một. Vì thế, việc lần theo dấu vết để tìm ra đầu mối của quận chỉ, dối, đã triển khai ở nhiều hướng, và tập trung ở hai trọng điểm bọn có nhiều tiền án tiền sự bọn lưu manh chuyên nghiệp đặc biệt với bọn đã có tiền án tiền sự tuyến và đồng nghiệp của mình lưu tâm với những kẻ đã có tiền sự về cướp giật chấn lột xe máy không những thế anh em ở trong đội còn phải bám sát các tụ điểm tiêu thụ buôn bán mối lái xe máy mà địa bàn của nó không chỉ bó hẹp trong phạm vi hà nội nhất định với đối tượng gây án lần này mà thủ đoạn của nó rất tàn bạo vâng tôi 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 thấy cô súng rút ra nó bắn liền hai phát câu nói ngắt quãng ấy của người bị hại đã xoáy vào tuyến vậy là trong hai tên cướp ấy đã bóp cò khi đối tượng của chúng không hề có một phản xạ tự nhiên của sự tự vệ cần thiết càng không có sự chống đối mà với hành động bạo tàn bất trị như thế của bọn cướp Thì rõ ràng chúng là những tên chuyên nghiệp Đã dành mà có khả năng chúng không chỉ là dân lưu manh Hà Nội Có thể một trong hai đứa sẽ là người tỉnh khác, nơi khác, ở phía Nam Trăng Mới đầu Tuyến và anh em cũng có ý nghĩ như vậy Nhưng chỉ khi biết rằng Qua việc thu tập lời khai Thì hai tên cướp này Còn trẻ Một đứa khoảng 18-19 tuổi còn đứa kia hơn 20 gì đó Thì anh em trong đội Đã đi đến một kết luận Rất nhanh gọn Thường là sở trường của bọn cướp Bọn lưu manh có nhiều tiền sự tiền án Ở đất Hải Phòng Có nhiều quan hệ mật thiết Và thường xuyên lên Hà Nội Những nhận định bước đầu ấy Đã thu hẹp phạm vi điều tra Xác minh cũng như Việc giả soát các đối tượng Vì thế tuyến hiểu rằng Vụ án chưa có khả quan cũng là một cách nói bởi vì những cố gắng của các anh đã không vô ích tuyến đã có cái bắt đầu có cái đầu tiên của những cái bắt đầu chiếc máy điện thoại trên bàn làm việc của thượng úy đỗ tuyến chợt réo lên những hồi chuông dài anh nhấc máy lên nhận ra giọng nói quen thuộc của đồng chí thường trực báo anh đang có người muốn gặp Tuyến nước nhìn đồng hồ tay Đã sắp đến giờ Anh phải sang công an thành phố Để báo cáo với tượng tá Vũ Đình Về tiến triển của vụ án Cũng như nhận những chỉ thị cần thiết Vì thế Tuyến rời phòng Đi xuống đón cách Với một tâm trạng Không lấy gì làm hứng thú cho lắm Bởi cũng có nhiều khi Khách của anh Vốn không mời mà đến Và những yêu cầu Đề nghị đòi của họ Nhiều khi không phải chức năng của đội anh mà ở phường thậm chí ở phòng trực ở quận cũng có thể đáp ứng được thế anh xuống chỗ cô gái ngồi ở chiếc ghế trong phòng đợi liền đứng dậy một khuôn mặt xa lạ anh chưa hề gặp chị cần gặp tôi có việc gì đấy chị anh là tuyến độ tuyến phải không vâng mặc dù nhận được câu trả lời như vậy cô gái vẫn có vẻ không an tâm lắm Bởi trước mắt cô là một người trẻ tuổi Với chiếc áo kẻ dọc và chiếc quần vải Thường anh mặc trông trắng trẻo mảnh rẻ Chứ không phải là người như cô hoàng đoán Khi đến đây để gặp anh Có lẽ cũng phát hiện ra điều đó Nên mặc dù một lần nữa Tuyến đưa mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay Nhưng anh không thể không mỉm cười Chị có yêu cầu gì Đề nghị chị nói ngay đi. Một lần nữa, ánh mắt của cô lại hướng về Tuyến, cũng như về phía mấy người khách đang ngồi chờ ở đó. Lúc này, Tuyến mới để ý thấy những cử chỉ cũng như thái độ của người con gái. Anh cảm giác cô gái đó có những điều hệ trọng nào đấy muốn nói với anh, với cơ quan công an mà thôi. Và những điều cô ta nói sẽ không thừa, không muốn nói là rất cần thiết với tuyến và anh em trong đội án bởi gương mặt có những nét hài hòa ưa nhìn có vẻ như già trước tuổi ánh lên sự bồn chồn suy tính sau những giờ làm việc căng thẳng để đấu tranh trước khi có một quyết định đến đây gặp anh mời chị lên gác ta tiện nói chuyện cô gái lặng lẽ đi theo anh và khi chỉ có hai người khi cô gái tự giới thiệu tên, tuổi cũng như lý do mình đến. Khi cái chất giọng nữ trung của cô chậm rãi trong nỗi băn khoăn bồn chồn bắt đầu, thì Tuyến hiểu rằng anh phải xin phép tượng tá Vũ Đình cho lui giờ gặp lại. Bởi cô gái ấy có những nguồn tin thật quý giá và cũng thật cần đối với vụ án mà các anh đang khẩn trương phá. Cô gái ấy chính là Thủy. Sau hai phát súng nổ, khi người chủ xe không kịp kêu lên một tiếng, cũng như không kịp có một phản xạ tự nhiên nào, Trung và Hùng Gấu nhảy ngay lên chiếc xe DD màu đỏ, táo chạy thuộc mạng, và chỉ một loáng sau, chúng đã bỏ xa nơi gây án. Đi đâu bây giờ? Về lão tuy chứ mày. Hùng hỏi trong khi không giảm tốc độ xe. Không được, phải xa chạy cao bay ngay. Bởi ngay đêm nay Cùng lắm là sáng mai Bọn hình sự sẽ lùng sục Đứng Nam Hải Phòng vẫn là tượng sách Từ hàng thùng cầu gỗ Hàng rào, hàng ngang Hùng cho xe ngoặt sang hàng chiếu Ô quan trưởng, trần nhật ruột Và bây giờ là cầu trương dương Với ánh đèn cao áp sáng trắng Đã ở ngay trước mặt Dừng xe Hùng Sao vậy? Để tao cầm lái cho Chiếc đê đê màu đỏ chậm rãi lên cầu với một tốc độ vừa phải. Đã xa khu vực gây án và lại vốn có kinh nghiệm nên chúng không muốn để cho mấy vị cảnh sát giao thông ở khu vực cầu Trương Dương chú ý đến chiếc xe. Một khi thấy người chủ của nó không thực hiện những yêu cầu về tốc độ khi lên cầu. Hùng ngồi phía sau, chịu về sự bình tĩnh của Trung. Quả là thấy bóng công an tấp toán ở phía xa. Hùng gấu cũng đã thấy lo. Vậy mà khi họ qua, hùng gấu còn thấy chung giơ tay chào như thể thằng bạn của mình có quen nó thật. Lại học kiểu Sài Gòn rồi à? Ờ, có điều Sài Gòn chào là chào, còn tao chào đấy, nhưng nếu cần thì tao cũng chào luôn. Mày không nhớ là tao chào họ bằng tay phải sao? Tao chịu mày rồi. Mày làm ngon quá. Này thế bây giờ dông thẳng một hơi à không tao và mày sẽ dừng ở phú thụy đêm nay ở đó tao có một lão chuột quán khỏi chê mà lão này có một đứa con gái say tao như điếu đổ nó say mày thật sao đảm bảo không chứ sao nhất là khi tao có tiền đấy mới là sự đảm bảo cả hai cùng cười hô hô chiếc xe đê đê quả là ngon lành càng chạy càng bốc Ngồi phía sau Hai tay quàng qua bụng Trung Hùng gấu hiểu rằng Kể từ giờ phút này Số phận của mình Càng gắn bó với Trung hơn Trung đã nhận được thêm một lệnh truy nã nữa Là hai Còn Hùng Dĩ nhiên không phải là hai Một thôi Nhưng một lệnh truy nã Vì tội giết người Cướp của Cũng là đủ trọn vẹn Nếu như sập bẫy Mà khả năng toát được mỏng manh lắm Giờ ô vậy chưa đến mức tuyệt vọng bởi trong biệt người trong biết bao ngõ ngách những căn nhà vẫn còn những chỗ những kẽ để hùng gấu vật chung nấu mình ẩn nấp Và lại ấy là nó cho biết nhẽ chứ hùng biết vụ này bọn chúng làm gọn lẹ và không để lại dấu vết mà nếu đi đầu tú không tin không phát hiện ra dấu vết thì cuộc săn ấy trước sau cũng dừng dẫu vậy vẫn là cảnh cá chậu chim lồng đúng hơn là thứ cá nằm trên tớt còn tương toát duy nhất an toàn nhất là để cho cái mạng mình an toàn là phải vượt biên phải rồi chúng đã tính bọn chúng phải nhanh chóng biến khỏi mảnh đất này bây giờ trung và hùng gấu không chỉ là hai mà là một mạng sống của trung cũng chính là mạng sống của hùng gấu bất giác Các vòng tay của hùng dường như quàng chặt hơn vào bụng thằng bạn ở phía trước nhận ra cái vật cồm cộm của khẩu k 54 tư chạm vào thế nào sao im lặng thế lo à nghe chung ngoài vậy một lần nữa hùng lại chịu thằng bạn của mình lại càng thấy rằng đúng là từ giờ phút này chúng chỉ là một ừ thế còn mày Giờ cũng quen thôi Tao lo ở đoạn khác kia Đoạn xuống tàu Ra phao số không Mày có đường dây rồi kia mà Thì vẫn biết vậy Nhưng vẫn phải tính chứ Có đến bây giờ Có điều kiện đảm bảo hơn Mọi việc bây giờ cứ phải quy ra Ra sợi, ra cây là xong hết Hôm nay Mùng 1, tốt ngày đấy chứ Mà về Hải Phòng Đất làm ăn của tao Không biết chừng trước khi xuống tàu tao và mày còn kịp làm vài cú ngon lành nữa. Kiếm thêm lưng vốn, muốn truy nã, đại nã kiểu gì cũng được. Cũng bất chấp hết. Thế nào, chấp nhận không? Chấp nhận, tao sẵn sàng làm những điều viên đạn trong khẩu súng của mày. Miễn sao khi bóp nổ ra được, ra tiền là được. Hay, Chí lý. Thế con Thủy, mày quên bạn tình Quên món hàng có giá rồi sao Quên là quên thế nào Hà Nội Hải Phòng xa xôi gì Trung giảm tốc độ xe Khi thấy những quán sáng ánh đèn măng sông Ở phía trước Chiếc xe khách qua chiếc xe tải Đỗ ở bên vệ đường Rồi dừng lại Trước một ngôi nhà mái bằng Trung và Hùng đi vào quán Nhận ra người quen Chủ quán một người thấp mập mạp Có tiếng cười trơn tuột và cái nhìn soi mói xoáy vào khách hàng để đánh giá nặng nhẹ của hầu bao qua đó có cách tiếp đãi liền vội vã lâu lắm không thấy cậu đến cái ngân nhà tôi nó vẫn nhắc cậu luôn nó đi hải phòng cất hàng chắc phải mai mốt mới về bây giờ cậu dùng gì tùy bác vậy các cậu vào phòng trong đi chờ một lát xong ngay cả hai cùng đi vào phía trong tiếng băm tiếng chặt mùi hành rán rồi phi tôm lừng Sọc vào mũi chúng hùng nằm thẳng cẳng trên chiếc sập vụ vòng tay qua đầu chậm rãi thả từng hơi thuốc thơm còn trung thì ngồi trên xếp xa lông mới đưa mắt ngắm nghĩa không gian của căn phòng trung có cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn mình hắn đứng lên quay phát lại thì ra chính hắn chính là trung trong chiếc gương ở trên cạnh bàn trong chiếc gương tàu chém cạnh đang đối diện với trung mà thôi hắn đưa tay lên vuốt đầu nghiêng ngó ngắm nghía nhưng rồi bàn tay phải của hắn chợt thông xuống khi hắn chợt nhớ rằng trước khi thực hiện cái động tác quen thuộc đưa tay vuốt tóc bao giờ hắn cũng có một động tác đó là vứt chiếc mũ lưỡi thể tao có hàng chữ xa đâu đó nghĩa của hàng chữ đấy như thế nào hắn mù tịt hắn chỉ biết chiếc mũ này là của thủy đưa cho hắn hắn chỉ biết rằng chiếc mũ này hắn đội rất hợp chiếc mũ lưới thể tao có cái lưới chai dài đã ngụy trang cho cặp mắt lầm ly u tối của hắn hùng này lúc tao và mày ở nhà lão tuy ra Mày có thấy tất đội mũ gì không nhỉ? Cái mũ của con thầy Cho mày đấy à? Chứ còn mũ nào nữa Thế nào? Mày nhớ lại xem Tao không nhớ Tưởng cái gì? Cái mũ ấy Ở hải phòng thiếu gì? Cũng lúc ấy Chủ quán đã bưng mâm vào Cả hai người ngấu nghiến ăn uống Dẫu vậy Hùng không quá mải mê Với những đĩa xào Đang vơi dần với những cốc bia sủi lăm tăm là hùng gấu sẽ tay chung lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào chiếc gương tàu chém cạnh cũng đã nghĩ đến chiếc mũ lưới thể tàu và những lo lắng của hắn không phải không có nguyên cớ bởi chiếc mũ màu đỏ chính là một minh chứng về sự hiện diện của hắn ở nơi gây án khi thủy đến cung cấp cho độ tuyến mối quan hệ của cô với hùng gấu cũng như chung Đặc biệt khi anh đưa cô xem chiếc mũ lưới thể thao Sau khi đã cầm chiếc mũ lên Đưa mắt nhìn vào một trong những múi của chiếc mũ Có một vệt son Thì Thủy đã nhận ra Đó chính là chiếc mũ của mình tặng chung Bởi chiếc mũ này khi Thủy đưa cho em trai Sau khi nó đã đội thử Mắt sáng lên Rồi đột ngột nó ấn chiếc mũ vào chiếc túi sách của Thủy Đựng gương lược vấn son Các động tác bất ngờ ấy đã tạo cho cái mũ có một vết son nhưng nguồn tin của tùy cả tăng vật mà một trong hai đứa đã để lại gần hiện trường đã giúp cho đỗ tuyến cùng anh em trong đội trọng án khẩn trương thu hẹp phạm vi điều tra khép chặt lại vòng vây hai con thú đang lẩn trốn bởi trước khi cô gái ấy đến thì đỗ tuyến cũng đã có những nguồn tin quý báu mà đồng nghiệp của anh đã cung cấp anh em ở đội hình sự quận hoàn kiếm Việc đội trưởng Trần Quốc Chính cùng hai đội phó của mình là Bình, Châu đã chỉ đạo bắt gọn tên giang sứt, một lưu manh có hạng của Hải Phòng tại một địa điểm trong thành phố khi giang chuẩn bị gây án bằng súng K54. Tưởng rằng vụ án đã sớm kết thúc nhưng tên giang lại không phải là kẻ gây án ở phố Hàng Tùng. Bộ phận giám định của phòng kỹ thuật hình sự đã cho kết quả đầu đạn được lấy ra từ thi thể nạn nhân, cũng như vỏ đạn thu được khi khám nghiệm mở rộng hiện trường vào trưa ngày 17 tháng 5, không phải từ khẩu súng của Giang. Tuy nhiên, qua khai tác, anh em hình sự hoàn kiếm cũng đã thu được nhiều nguồn tin. Những nguồn tin ấy được chuyển gấp đến độ tuyến. Rồi nữa, do việc làm tốt công tác quản lý đối tượng của phường Văn Miếu. Vì thế, khi thông báo tìm tăng vật, của giám đốc công an thành phố đến trụ sở công an phường trong ngày 17 tháng 5. Thì ngay sau đó, những biện pháp nghiệp vụ đã được công an phường Văn Miếu tiến hành. Những báo cáo ngắn gọn chính xác về hùng gấu, về chung được gửi về phòng hình sự quận Đống Đa. Và từ quận, những nguồn tin phát hiện của phường càng được củng cố và nhanh chóng xác minh. Những nguồn tin ấy được chuyển gấp đến đỗ tuyến. Vậy là tuyến đã có những cơ sở và đặt ra phương án để báo cáo với công an thành phố. Tuy vậy, vốn có kinh nghiệm trong những vụ án hình sự, nên Tuyến vẫn còn phải chờ đợi một cuốn tin. Đúng hơn, một xác minh nữa mà anh giao cho Nguyễn Hữu Bảo. Tuấn Hưng đi Hà Bắc, còn Lê Quang Hưng đi Hải Phòng. Cũng theo lịch trình, thì hôm nay cả hai mũi đều phải có mặt ở đội. Anh hy vọng nhiều vào sự xác minh của Lê Quang Hưng ở Hải Phòng Mặc dù công việc của các anh không thể lường hết được Nhưng bất ngờ Những ngẫu nhiên Có điều khả năng ấy xảy ra Theo sự thẩm định của Tuyến Và anh em trong đội Thì rất ít Và thực tế đã chứng minh điều ấy Hưng đã từ Hải Phòng về Nhìn cái dáng người rắn dán chắc Khỏe mạnh và khuôn mặt Như sạm nắng gió Cùng với đôi mắt một mí của Hưng Ánh lên những tin vui Thì Đỗ Tuyến hiểu rằng chuyến đi xác minh của hưng đã có kết quả thế nào vất vả lắm phải không hưng cho mình biết tình hình của chuyến đi lúc đầu tưởng là phải về không kết quả chẳng được như mình mong muốn vì công an hải phòng cho biết đó có năm đối tượng cùng tên là trung cùng tên trung vâng đã vậy cả năm đứa này đều có những thành tích bất hảo như nhau cũng đã nhiều lần can án dùng vũ khí chấn lột có đứa hết hạn tù về có đứa đang có lệnh truy nã rất may là mặt mũi đối tượng mình xác minh đã được cô thủy cung cấp khá kỹ vì thế khi nghe mình tả lại nhận dạng và đặc điểm thủ đoạn gây án chớp nhoáng bạo ngược mất hết tính người của bọn ở phố hàng tùng thì các đồng chí ở hải phòng khẳng định thủ đoạn và các hành động mau lẹ như vậy chắc chắn là tên Phùng Tiến Trung hay còn gọi là Trung Lập. Chẳng là bố tay này tên là Lập. Trung Lập mới ngoi lên mấy năm nay nhưng nghiễm nhiên được xếp vào loại lưu manh có hạng ở Hải Phòng. Nó đứng đầu bảng ở khu vực Intershop. Nó không có băng nhưng cũng đông cánh làm ăn. Cậu có ảnh của nó không? Có anh ạ. Cả ảnh, cả lệnh truy nã của Hải Phòng và còn có thêm cả vỏ đạn của Phùng Tiến Trung nữa. Hay quá Hải Phòng cung cấp cho mình à Vâng Vỏ đạn ấy Hải Phòng tu được Khi mới đây Phùng Tiến Trung Dùng súng bắn nhau Với một nhóm lưu manh khác Cậu có mang theo vỏ đạn về đấy chứ Dạ vâng Tôi đã đưa sang kỹ thuật hình sự rồi Tôi có yêu cầu tiêu úy Nguyễn Quang Trung Cho biết kết quả giám định Cùng với vỏ đạn tu được Ở hàng tùng Đồng chí Trung hẹn bao giờ Thì có kết quả Đầu giờ sớm mai Tốt quá Giờ Hưng về nghỉ đi Mai sang lấy kết quả Rồi hãy về họp đội Đưa ảnh của Trung cho tôi Tôi cũng xuống gặp cô Thủy bây giờ Mà thôi, nhờ đồng chí quân thì tiện hơn À, lương tháng của đồng chí Mình giữ hộ đấy Thế ạ, à, báo cáo với thủ trưởng Em đang đói meo đây này Anh tính một bát phở Ăn ở hải Phòng đến Phú Lương Đã trôi hết rồi còn đâu Thế giờ ăn bù vậy Hẳn là thế rồi Lê Quang Hưng cười Hai bậc thang một Hưng khẽ huyết sáo đi xuống dưới nhà Đỗ Tuyến đưa mắt nhìn em trong đội Vẫn là những khuôn mặt thân quen Vẫn là những đồng nghiệp Từng kề vai sát cánh bên nhau Trong biết ba vụ án Vậy mà không hiểu sao Lần này có một cảm giác mới mẻ Về tình bạn, tình đồng chí Lại dâng lên trong anh Bởi có lẽ lần này Một trường hợp ngoại lệ một chút Đội anh tập trung một mũi khá mạnh Để truy bắt đối tượng gây án Không phải ở địa bàn Hà Nội Mà các anh hàng quen thuộc Đúng là hải phòng không xa Hà Nội mấy 102 cây số có là bao Dẫu vậy Vẫn là hải phòng Vẫn không phải Hà Nội Anh biết chuyến đi này thuận lợi có đấy Nhưng khó khăn Đặc biệt là những tình huống bất ngờ Thậm chí xấu nữa Vẫn có thể xảy ra Vẫn có thể đến với Tuyến Đến với Nguyễn Hữu Bảo Đỗ Văn Hưng, Hoàng Văn Hợp, Nguyễn Tuấn Hưng, Lê Quang Hưng, Đỗ Đình Hương. Ngày như với Bảo và Tuấn Hưng cũng vừa trần ướt trần ráo ở Hà Bắc về, người còn đầy bụi đường. Vậy mà khi nghe Tuyến yêu cầu phải chuẩn bị gấp để lên đường, cả hai vẫn sẵn sàng. Tổ Tuyến nhắc lại yêu cầu của phòng cũng như giám đốc công an thành phố với tổ công tác. Giọng anh thường vẫn nhanh, sôi nổi với những ông cao giờ như có vẻ chậm chậm hơn khúc chết hơn chuyện công tác này của chúng ta chỉ có hai yêu cầu bắt gọn đối tượng nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn bọn này nó không dễ để ta bắt sống đâu chúng biết giá của nó sẽ phải trả như thế nào bọn chúng sẵn sàng mạng đổi mạng đấy chắc chắn là như vậy dường như các thành viên trong chuyến đi này đều có những nhận xét tương tự nhưng cũng không một ai lại thiếu đi sự hăm hở đâu phải vì sự rèn luyện vì bản lĩnh vì đã từng lăn lộn với bao hiểm nguy bao trùm lên tất cả là sự tự tin bền chắc của những chiến sĩ nhân danh công lý pháp luật họ không chỉ truy bắt những kẻ gây tội ác việc lên đường của họ là để khẳng định một chân lý tội ác sẽ bị trừng phạt mà tội ác sẽ bị tiêu diệt cách thiện phải tăng cái ác chia xe gắt mà hợp lái trông bên ngoài thì cũ kỹ nhưng máy vẫn còn khỏe lúc đó là hai mươi một giờ ba mươi phút tối ngày thứ bảy ngày hai mươi tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hà nội trong ánh đèn tối gió hồ tuyền quang thổi mát rượi những đôi trai gái dập dìu bên nhau khu vực nhà nội vang lên giọng hát quen thuộc của một ca sĩ Ngọn gió thơm mái tóc tia nắng mát làm sao Cái giai điệu nhẹ nhàng cuốn quýt ấy Đã làm sao động Hầu hết các anh em ngồi ở trong xe Họ đều là những con người trẻ tuổi Họ đã có những tình yêu thật đẹp Vì thế Cái muôn tuổi của tình yêu Làm lòng họ xốn sang, rung động Mà rung động nhất Có lẽ là Lê Quang Hưng Bởi Hưng mới lập gia đình được ít ngày Và ngày hôm nay Chính là ngày sinh nhật của anh Lê Quang Hưng lấy ra bao bông sen Và khi biết lý do Thì Đỗ Tuyến vốn là người không nghiện thuốc Cùng cầm lấy một điếu Để chia vui cùng với đồng đội của mình Những đốm lửa đỏ Những ánh điện Những đường phố quen thuộc của Hà Nội Lùi dần Lùi dần Chiếc xe tăng tốc Lăn bánh trên đường năm Một giờ sáng ngày 2 tháng 5 Tổ chiến đấu tới Hải Phòng 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 tại số 6 đường Lê Đại Hành. Hai kiếp chiến đấu của Hà Nội và Hải Phòng thống nhất các phương án tác chiến. Lực lượng tham gia Hà Nội 7, Hải Phòng 3 gồm các đồng chí Hường, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Tăng, Đội trưởng Đội trọng án và Hùng, Trinh sát hình sự. Tất cả những điểm mà Phùng Tiến Trung, tức Trung Lập thường hay lui tới hoạt động đều có trinh sát bám 24 trên 24 những điểm những bãi mà trung lập và hùng gấu có thể từ đó làm điểm xuất phát để di tản đều có trinh sát bám vòng vây đang mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút được khẩn trương siết chặt lại nhưng vẫn chưa thấy dấu chân của hai con tú hùng gấu và trung vẫn chưa bị lực lượng phối hợp phát hiện có tiếng kẹt cửa trung choàng tỉnh tọc tay vào cặp quần nhưng khi thấy trước mặt mình là người quen trung liền hất hàm về cổ tàu mày lo đến đâu rồi đã gặp nó chưa sao gặp rồi nó nhận tiền cược rồi chứ không à lại sao vậy nó chê ít nó đòi bước đầu phải ba ngần này kia nó bảo còn phải chia cho bọn bến bãi rồi chủ tàu nhiều khẩu lắm sao đáp và đưa trả lại cho trung chiếc nhẫn hài sợi mắt trùng lòng lên tiếng hắn rít qua kẽ rằng tiền sư con mẹ ấy sao bất bí nhau vậy nó chán sống rồi sao mà sao mày đến hôm nay mới thông báo cho tao anh thay đổi chỗ ở lên rành rạch tìm đâu mà dễ mà này bọn sự hà nội kéo xuống đây từ hôm chủ nhật chắc là đang sanh bọn anh đấy ai bảo cho mày tin đó bọn phúc trai thế tế chính xác đấy vậy bây giờ anh định thế nào Mày gặp lại mụ ấy cho tao Đây Tao đưa cho mày thêm một sợi nữa Và nó đừng chắc lép với trùng lập Thoát được Tao không quên ơn nó đâu Vậy gặp anh ở đâu Ở quán cơm Bắc Ninh Hoặc ở đường lán bè Mà ngoài mày ra Còn đứa nào biết tao ở đây không Khéo mày lại dẫn theo Mấy cái đuổi đấy Anh còn bận tâm Thằng em cũng kín miệng và tinh côn như cáo Vậy đi lo dùng cho tao đi Chờ cho xạo đi ra khỏi nhà Trung liền đu người lên gác xếp Đánh tức hùng gấu dậy Biến thôi mày Lại chùa nào Không thừa đâu Bọn sự Hà Nội sọc xuống đây rồi Từ hôm kia Chắc chắn cùng với sự ải phòng Săn tao và mày Thế không chờ mấy con kia nữa sao Bọn chúng sẽ biết Cần phải tìm tao ở đâu Súng mày đâu Có đây Nhớ là không cần quá chốt an toàn Rút ra là vậy liền phải mạng đổi mạng thôi Hùng Tao hỏi đây Liệu ông mày có run tay không? Nếu vì cái mạng sống của tao Và mày Thì không thể cho phép run tay Khi gặp cánh sự được Vậy thì đi thôi Có xa không? Cũng xa đấy Tao và mày sẽ đi xích lô Trung và Hùng gọi xích lô Nhưng cả hai không ngồi trong thùng Mỗi đứa ngồi một bên tảnh xe Hai chân vắt ra ngoài Ông lão đạp xích lô hẳn là cũng không tích kiểu ngồi của hai cách này. Có điều cái tướng giết người, cái hung tính ác tính hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Và vì thế nên ông gò lưng đạp, nhưng cái quần chân trên bàn đạp thì lại uể oải. Vì vậy, chiếc xe cứ lóc cóc, cứ nhảy trồm trồm lên trên con đường khá nhiều ổ gà. Bởi ông có cảm giác rằng hai tên này đang lẩn trốn ai đó. Mà với bọn này, ai đó có nghĩa là công an. Ông thấy có hai người trẻ tuổi đi xe đạp, dường như cũng vô tình đi theo chiếc xích lô của ông, đang hòa trong dòng xe thô sơ, người nầm nở qua lại. Ông gò lưng dướn người, nhưng đôi chân ông trái lại, không muốn nhanh, mà tông thả, không ngót kêu la, vì đường xấu, xe cộ đông đúc. Chiếc xích lô qua chợ sắt, vòng qua cầu quay, hướng về lán bè. Để linh cảm của ông lão đạp xích lô hoàn toàn có cơ sở không chỉ có hai người bám theo còn hai chiến sĩ nữa của đội trọng án hà nội bám theo xe ông bằng chiếc da vua ba trăm phân khối mà người ngồi lái xe to cảnh này không ai khác đó là tuấn hưng tuấn hưng sau khi nhận được tín hiệu của đồng đội mình anh không tiếp tục bám nữa đến một ngã tư anh quẹo phải chiếc xe tòng tốc lao về phía sở chỉ huy giã chiến đặt ở lê đại hành Thông báo của Tuấn Hưng càng tạo thêm sự khẩn trương của nhóm chiến đấu phối hợp. Tất cả nhanh chóng lên xe. Các mũi chốt ở các điểm khác được thông báo rút về tập trung ở khu vực cầu An Dương. Đỗ Tuyến và anh em ngồi trên xe và trong khi chiếc gắt hướng về phía lán bè, anh tranh thủ bàn thêm phương án chiến đấu. Không thay đổi, bắt gọn. Nhưng cực chẳng đã mới phải nổ súng vì đường đông, nhân dân đi lại nhiều. Đạn lạc của anh em mình Có thể gây thương vong cho bà con Các đồng chí thấy thế nào? Nhật chí Cần phải tiếp cận sát đối tượng Việc áp sát trung lập và hùng gấu Theo tôi ta nên ngụy trang Làm như một số anh em công nhân Đang làm việc ở khu vực lán bè Quốc sẻ Ta sẽ mượn công trường Nhưng họ đều quần đùi cởi trần Ta ngụy trang giống như họ Súng của mình khó giấu Mà hai thằng này không có giá bắt sống Thôi được Ta cứ đến Cứ tiếp cận dần Sẽ có những ứng phó kịp thời Chiếc khác dừng ở phía bên ngoài Chân cầu An Dương Đứng ở trên cầu Nhìn thấy căn nhà Và cũng là quán giải khát Mà trung lập hùng gấu ở trong đó Vì nếu tính đường chim bay Chỉ khoảng 100 mét Con sông Tam Bạc đang một nước cạn Với những xà lan đậu chí chít Còn trên bờ là những bãi đá to ngột ngang. Lúc này, đội phó đội cảnh sát hình sự và đội trưởng đội trọng án Hải Phòng cũng có mặt trên chiếc xe cúp. Chiếc xe cúp này, khi nhìn thấy, Tuyến và anh em trong đội trọng án Hà Nội liền có ngay biện pháp hữu hiệu nhất. Đúng là cứ tiếp cận sẽ có những ứng phó kịp thời. Tuấn Hưng và Nguyễn Hữu Bảo lên xe cúp đi thẳng đến quán giải khát như những khách hàng khác. Bảo và Hưng có nhiệm vụ khống chế trung lập và hùng gấu, phối hợp với nhóm của Lê Quang Hưng, Hoàng Văn Hợp và Hùng. Chính sát hình sự của Hải Phòng sẽ xông vào để bắt gọn cả hai trong quán. Và nếu có phải đọ súng thì cũng là trong một khu vực hẹp, đặc biệt ít người qua lại, hạn chế thương vong cho nhân dân. Kế hoạch là như vậy, phần đầu đã diễn ra chót lọt. Tuấn Hưng và Hữu Bảo đã đỗ xe trước cửa quán. Cả hai đi vào quán giải khát hẹp sơ sài hưng và bảo kéo ghế ngồi sau khi gọi bà chủ đâu rồi cho hai trái nước cam lúc này hai anh phát hiện ra hùng gấu cũng đang ngồi trong quán còn trung lập ngồi ở phía quầy chỗ người bán hàng nước cam được mang ra cái vị ngọt và mát mẻ của cốc nước cam chưa được uống hết chưa đủ đã cần cắt mà có thể những điều ấy với họ lúc này không phải là chính Điều quan tâm của họ Cái hiểm nguy của họ Lại chính là hai đối tượng hung tợn Súng của chúng đã lên đạn sẵn Thủ ở trong bụng Sẵn sàng sinh tử với họ Sẵn sàng mạng đổi mạng Thời gian mới có 5 phút trôi qua Rồi 10 phút Vậy mà cả hai thấy giải đẳng đẳng Và chắc chắn Cảm giác trên không chỉ đến với ba người Mà với tất cả nhóm chiến đấu Phối hợp đang áp sát ở vòng ngoài hợp hưng hùng độ tuyến cùng xuất hiện ngay trước cửa quán vừa nhắc tới bốn thanh niên đúng hơn vừa nhìn thấy hùng trinh sát hình sự hài phòng hùng gấu đang ngồi phía góc sát cửa ra vào liền đứng bật dậy rút súng băng ra khỏi quán bắn liên tiếp hai phát hai tiếng súng đánh chát chúa vang lên nghe tiếng súng nổ rồi thấy hùng gấu lao ra thì phản xạ tự nhiên của tuấn hưng và đức bảo là lao theo hùng gấu hùng gấu chạy vòng vèo vượt qua những đống đá vừa tránh đạn vừa bắn trả sông tam bạc đã ở ngay bên cùng với những dãy xà lan đậu san sát hùng gấu lảo đảo khập khiễng vì bị trúng đạn nhưng vẫn bắn trả vẫn còn kịp nhảy xuống xà lan rồi nhảy vọt xuống sông lúc này hải phòng đã về chiều đang giờ tan tầm cầu Trương Dương, khu vực lán bè, đông nghịt những người. Anh em vừa tiếp cận hùng gấu, vừa gọi hàng. Hắn nhô người lên giữa hai chiếc xà lan, người ướt sũng, mặt tái nhật. Hắn vứt súng, giơ tay hàng, lóc ngóp đi lên. Chiếc xe đặc trùng của công an thành phố cũng vừa tới. Đỗ Tuyến và Nguyễn Hữu Bảo đưa hùng gấu về công an phường Lam Sơn. Ở công an phường, vết thương ở chân hùng gấu được y tế khử trùng bằng bó từ phường hùng gấu được đưa về trại tạm giam của công an thành phố hải phòng độ tuyến nguyễn hữu bảo tiến hành hỏi cung ngay hùng gấu và khi việc sơ cung đã hoàn thành khi hùng gấu run rẩy ký vào từng tờ của biên bản hỏi cung thì hải phòng đã lên đèn độ tuyến nhận được tin cuộc săn bắt ở quán giải khát của đỗ thị dung ở khu tập thể cầu đường phường Lam Sơn đã kết thúc. Trung Lập đã bị trừng trị, bị đền tội. Trung Lập đã bắn tới viên đạn cuối cùng, bên cạnh những vết máu ướt sũng, loang lổ. Bên cạnh tư thế nằm sấp của Trung Lập, các chiến sĩ công an thu được khẩu K54 ở ngay bên cạnh những ngón tay có quắp của hắn. Chiếc khóa nòng của khẩu K54 lùi về phía sau, nắm định vị ở tư thế lên đạn. Khi thấy hùng gấu nhảy bổ ra ngoài, khi nghe thấy hai tiếng súng của thằng bạn mình rồi thấy nhiều tiếng súng bắn trả thì trung lập hiểu ngay điều gì đang chờ đợi hắn hắn chạy vào buồng ở trong và khi thấy anh em trinh sát xuất hiện trung nhả đạn điên cuồng tới tấp không thể biết trung có bao nhiêu băng đạn vì thế anh em đã giãn ra bao vây gọi hàng đồng thời mời bà con ở khu vực tập thể cầu đường tạm sơ tán để tiện cho việc chiến đấu lực lượng của phường, của thành phố được tăng cường áp sát, cả chó nghiệp vụ cũng được điều tới. Nhưng trả lời tiếng loa gọi hàng chỉ bằng tiếng súng của trung lập. Trung lập đã biến căn phòng thành một vật cản, một túi lô cốt mỏng manh. Chính những điều tưởng như có lợi cho hắn, nhưng chỉ là tạm thời. Một khi nhân dân ở khu vực ấy đã được sơ tán hết, và sự kiên trì, dù là kiên trì mấy đi chẳng nữa, cũng có giới hạn của nó và sự nhân đạo dẫu là bản chất của những người đại diện cho pháp luật công lý cũng phải có ranh giới lại càng phải có ranh giới vì thế mới đầu chỉ nghe thấy tiếng súng của trung lập bắn ra nhưng sau đó liền với tiếng súng tuyệt vọng của trung lập không chỉ có một tiếng súng hai ba tiếng súng đáp lại mà hàng tràng xối xả trung lập đã bị đền tội hồng gấu đã ký vào biên bản hỏi cung Lúc này là 21 giờ ngày 23 tháng 5 năm 1988. Nếu tính ngày âm, tức ngày 18 tháng 4. Vậy là từ khi hùng gấu và trung lục gây án giết người cướp của ở phố Hàng Thùng cho đến khi đứa bị bắt, đứa bị đền tội chỉ vẹn vẹn 7 ngày. Người trực ban của công an thành phố Hải Phòng báo Đỗ Tuyến nghe điện của Hà Nội. Từ đầu dây bên kia, anh nhận ra giọng nói quen thuộc của phó giám đốc trường trực công an thành phố phạm chuyên đỗ tuyến hiểu rằng anh và đồng đội của mình dẫu ở đâu đó trong những lúc nguy năn cũng như trong những phút chặn đánh đã kết thúc đều có sự chỉ đạo chặt chẽ kịp thời của cấp trên đỗ tuyến đi xuống chỉ huy sở dã dạ chiến anh gặp lại những khuôn mặt quen thuộc ở trong đội trọng án anh gặp lại những đồng nghiệp của nhóm chiến đấu hỗn hợp và cái chất giọng những âm cao nhưng trẻ trung của đỗ tuyến khi anh thông báo sáng mai đồng chí phạm chuyên và anh em ở phòng công tác chính trị của công an thành phố sẽ xuống đây thì dường như sự mệt nhọc căng thẳng qua cuộc chiến đấu vừa rồi đã vời đi và ánh mắt của mỗi người vốn trẻ trung lấp lánh một lần nữa lại ánh lên như những ánh lửa ánh lửa của niềm tin của những nhiệm vụ đang chờ họ phải tiến công mạnh mẽ bọn tội phạm đấy không chỉ là yêu cầu của cán bộ chiến sĩ công an mà còn là yêu cầu của mọi người dân lương thiện có mặt tại trại giam Hà Nội mà ta quen gọi theo tên cũ từ thời Pháp mà cái tên là son để gặp hùng gấu ngày 4 tháng 7 năm 1988 trong căn phòng hẹp một chiếc bàn ngăn cách tôi và hùng gấu Tôi đã cố gắng xua đi cái hình ảnh Người ngồi đối diện với tôi Là kẻ đã tham gia Cùng với Trung Đã cướp của giết người Người đối diện với tôi không còn là Hùng Gấu Mà là Nguyễn Văn Hùng Ở 12B Ngô Sĩ Liên Phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội Còn ông bà Nguyễn Nguyên Và Lê Thị Ba, tức tâm Chính vì thế Khi bà thuốc lá của tôi để ở trên bàn Khi tôi lấy ra một điếu để hút Tôi không quên mời Hùng Vết thương của Hùng thế nào rồi Dạ đã lành rồi Đi lại ra sao Đã bình thường Tuy vẫn còn cập khẩy ạ Hùng kéo ống quần Phạm nhân rộng tùng tình Theo yêu cầu của tôi Viên đạn chỉ vào phần mềm Được sát trùng cẩn thận Và băng bó Nên máu không ra nhiều Và đã an toàn cho Hùng Nhưng còn những vết thương Và những viên đạn Mà Hùng và Trung Dành trong trận công nhân Và cướp chiếc xe GD màu đỏ của ông việc ông nhân đã chết không có một phản xạ không một sự chống đối vậy mà chúng vẫn bắn liệu lúc này hùng có nghĩ đến không vì thế khi nghe hùng nhắc lại lần thứ hai cái câu đề nghị các chú xem xét lại cho cháu vì hùng nghĩ tôi ở bên viện kiểm soát thú thực là tôi cố gắng kìm lòng để hùng không thấy những thay đổi trong tôi có nhận được tiếp tế của gia đình không dạ có thế còn kia ở trường vừa học vừa làm ở ninh bình cũng như ở trại văn hóa cháu vẫn nhận được đều hồi ở đấy gia đình có đến thăm không dạ có ai mẹ cháu và anh thắng vậy cháu nghĩ thế nào mỗi lần nhận được tiếp tế của gia đình mỗi lần mẹ và anh cậu đến thăm nghe tôi hỏi vậy hùng cúi xuống khuôn mặt trắng tròn cả cắm mắt của hùng cũng chợt chớp chớp có thể một sự ân hận một điều đáng trách cứ nào đấy đã đến với hùng chăng nhưng chỉ một loáng hùng lại đưa mắt vào bao thuốc lá để ở trên bàn hút đi hùng rút ra một điếu chiếc bật lửa ga vọt lên tia lửa vàng xanh tay của cậu ta không còn run run như lần đầu rõ ràng cậu ta rất có khả năng trong việc hòa quyện và thích ứng với môi trường nhưng mà là môi trường không phải đổ mồ hôi không mơ ước đánh đổi sự thanh tản của tâm hồn lấy sự nhọc nhằn vất vả của cuộc sống lao động mà mọi người lương thiện đều phải làm trong tình hình khó khăn hiện nay cậu ta không hiểu ra điều ấy hay cố tình không hiểu cậu ta còn thời gian để suy ngẫm nhưng liệu hùng còn có cơ hội để làm lại cuộc đời không điều này tôi không thể trả lời được mà tòa án sẽ quyết định Phần tôi khi đứng dậy Nhìn theo hùng cập kiễng Trong bộ quần áo phạm nhân Mang số giam 1257H Đi về phía trại Rồi khuất hẳn trong cánh cửa sắt Tôi hiểu rằng Trong các hình ảnh đó Cái kết thúc ấy sẽ là điều tất nhiên Với hùng cấu Với những ai đó Với những kẻ nào đó Đi theo vết trượt của hùng Của Trung Một cảm giác nặng nề ập đến với tôi Nhưng không chỉ đến với riêng tôi tôi nhận ra gương mặt trẻ với đôi mắt thông minh sắc sảo của người cán bộ điều tra xét hỏi thụ lý hùng gấu đồng chí vũ hoàng kiên khi anh dõi theo hùng gấu đi về phía cửa sắt cặp mắt của kiên đôi mắt đọc được cũng có sự đảm chiều tôi cũng đã gặp thủy nhưng không phải theo con đường công văn của công an thành phố mà qua quân một chiến sĩ công an nhưng chuyên môn của anh công việc của anh có nhiều cách trùng lập với nghề nghiệp của tôi thủy cũng biết tin cái ô vuông an toàn mà thủy và các bạn của cô đã hành nghề một cách bất đắc dĩ đã bị khui ra thủy có may mắn hơn mấy người bạn cô không có mặt ở đó đúng hơn là cô đã dứt bỏ nơi đó hàng tháng rồi vợ chồng lão chủ chứa đã nhận được những hình phạt xứng đáng của tòa án cùng sự phản ứng của công luận Tùy đã theo học một lớp đánh máy chữ Kế toán cấp tốc Cô đã học xong Và cũng có nơi nhận cô vào làm việc Nhưng Tùy đã xin phép cơ quan Cho cô lui lại hai tuần Cô đi tàu thống nhất vào Việt Nam Đến Tây Nguyên Nơi người cha của cô đã hy sinh Trong những năm đánh Mỹ Và đang yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ Của huyện Chư Prong Cô không chỉ đi một mình Nhưng cô không đi với mẹ Trong túi sách của chồng cô có một chiếc gương đó là quà tặng của anh công an quân tới dự ngày lễ cưới của cô